Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio làm một video, em xin phép được giới thiệu lại cặp bát rời của hãng BM đấy. Con này là bát 25 mọi người nhé. Sản xuất ở là Trung Quốc. Model của nó là 10 AZ 20. Đây là con này là 10 AZ ở đây. Ý nói đây là 10 inch. Có nghĩa là đây là bát 25. Bát BM 25 từ 160 côn 65. Sở hữu xương nhôm đúc. Gân vải màng giấy. Dòng chạc nhún và nhện màu vàng. Như trước bình mọi người đang xem. Chiếc bát BM 25 này ta có 4 xương cong. Chỉ có 4 xương cong. Dòng BM cho tiếng cực kỳ sáng và chống tốt. Một trong những con bát rất hay để cho anh em có nhu cầu thay thế chế cháo vào đâu đó, có thể tắp cho những chiếc loa karaoke chuyên nghiệp để cho nó chống cháy tốt hơn. Hôm nay có chút thời gian rảnh, em làm cái video này lên. Và bà con, cô bác có nhu cầu mua cái sản phẩm này, xin liên hệ trực tiếp với Huấn Audio theo số thoại 0904 612323. Và em xin phép được dừng cái video này đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.